năm tuyên quang bóng đã tân trào rực sáng trong ta, vang tiếng cười rộn vang tiếng hát nhớ về một thời chiến khu xưa. Ngày thu tươi đẹp, nắng vàng rực rỡ, đường núi uốn quanh bởi núi cao và rừng cây đại ngàn, đưa du khách về với Tuyên Quang, cái nôi của căn cứ địa Việt Bắc, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nơi đây đã trở thành địa chỉ về nguồn của bao thế hệ người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Tìm về sông Phó Đáy, một dòng sông không dài, không lớn mà trở nặng vinh quang của lịch sử hào hùng dân tộc thời có Đảng. Sông Phó Đáy là một chi lưu bên tả ngạn sông Lô, chảy từ Bắc Cạn qua các huyện Yên Sơn, Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang. Ngày nay, đến với an toàn khu Tuyên Quang, thủ đô kháng chiến năm xưa, chúng ta có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với núi non trùng điệp. Dòng nước thượng nguồn sông Phó Đáy uốn lượn dưới bầu trời biếc xanh. Và ta thả hồn mình, trải nghiệm những hoạt động kinh tế, văn hóa đặc sắc. Những phong tục truyền thống quý báu của đồng bào vùng cao với điệu then dìu dặt. Được đắm mình vào không khí hào hùng, tinh thần sục sôi của những năm tháng không thể nào quên trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Tham quan những di tích lịch sử, an toàn khu Kim Quan, di tích Ban Thường trực Quốc hội, di tích của Bộ Công an, di tích trụ sở văn phòng Chủ tịch Phủ, Thủ tướng Phủ, vùng đất bên dòng sông Phó Đáy, con sông hồn thơ kháng chiến. Giữa dòng bàn bạc việc quân, khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Và hôm nay, sông xuân nước lẫn, bầu trời thêm xuân, như Bác Hồ kính yêu, nhà văn hóa, nhà hiền triết Phương Đông đã cảm tác. Thành Tuyên có nhiều di tích lịch sử mang ý nghĩa quan trọng trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới, thời đại Hồ Chí Minh. Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đã vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm địa điểm đóng trụ sở làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến. An toàn khu Kim Quan nằm trải dài trên khu rừng Nà Lơi thuộc thôn Khuôn Điển. Dưới chân núi Nà Lơi là dòng sông Phó Đáy chảy xuôi bao quanh xuống Kim Quan Hạ đến Tân Trào. Cũng từ chân núi Nà Lơi có con đường mòn qua đảo Viện ra Thành Tuyên, ngược sông Lô lên Chiêm Hóa sang Bắc Cạn. Do vậy, đây là nơi đảm bảo an toàn bí mật cũng như thuận tiện liên lạc bằng đường bộ và đường thủy. Vực Nhù bên sông Phó Đáy là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ năm 1953 đến tháng 8 năm 1954. Nhà của Bác dựng trên sườn núi trong không gian hùng vĩ, gần dân không gần đường. Những vật liệu làm nên công trình này rất sẵn có tại địa phương như gỗ, tre, nứa lá. Nhà của Bác Hồ có hai gian nhỏ. Gian bên trong là nơi Bác nghỉ ngơi, gian bên ngoài là nơi Bác làm việc và tiếp khách. Khi ngồi dưới mái lá đơn sơ ngày hôm nay, trong sự thành kính tưởng nhớ và niềm rưng rưng xúc động, chúng ta như thấy bóng hình vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc trong thời kỳ hoạt động cách mạng khó khăn, gian khổ qua bao nhiêu năm tháng kháng chiến với nếp sống giản dị. Cụm di tích ATK Kim Quan thuộc huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang ở đây chính là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng với Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan khác đã ở và làm việc trong những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là thời kỳ năm 1953-1954 tại chiến khu Việt Bắc. Tại đây thì bộ đội công binh đã bí mật đào sâu vào lòng núi ba căn hầm, đó là hầm an toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hầm an toàn của Trung ương Đảng và hầm an toàn của Chính phủ.
Gần nhà sàn của Bác Hồ là căn hầm an toàn. Nhà nối với hầm bằng đường hào chữ chi khá dài và hẹp. Hầm được đào sâu vào lòng núi Nà Lơi khoảng 15 mét bên bờ sông Phò Đáy. Vật liệu dựng nên công trình này là gỗ tùng, tạo sự an toàn và chắc chắn. Cửa hầm được ngụy trang khéo léo dưới những tán rừng, tầng tầng lớp lớp cây xanh. Từ nhà Bác, theo con đường nhỏ khoảng 1 km là di tích nhà ở, làm việc và hầm an toàn của Trung ương Đảng. Nơi đây còn có hội trường của Trung ương Đảng, nhà ở và nhà làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh từ cuối năm 1953 đến tháng 8 năm 1954. Gần nhà của Tổng Bí thư Trường Chinh là nhà ở của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương và các cán bộ văn phòng Trung ương Đảng. Ngoài ra còn có các ban của Đảng như Điện Đài, Văn Thư, Thư Viện, Bộ đội Bảo vệ. Khu nhà ở và hội trường của Cụm Di tích Văn phòng Trung ương Đảng tại Kim Quan tuy giản dị, đơn sơ nhưng được xây dựng chắc chắn và kiên cố. Qua con suối nhỏ là hầm trú ẩn an toàn. Công trình này được đào sâu vào lòng núi với chiều dài là 56 mét. Hầm được ốp gỗ ba mặt, tầm hắc ín chống mối mọt và được câu móc với nhau bằng đinh đỉa chắc chắn. Cửa hầm theo hướng đông nhìn ra sông Phò Đáy, thuận tiện cho việc thoát hiểm. Theo sự dẫn dắt và lời kể đầy truyền cảm của người hướng dẫn viên, ta sẽ được cảm nhận về những năm tháng lịch sử giành độc lập của dân tộc với những câu chuyện, những sự kiện đầy ý nghĩa. Tại hội trường hoặc khu vực hầm an toàn, Bác Hồ thường cùng với các đồng chí lãnh đạo của Đảng tổ chức nhiều cuộc họp để quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi tới thắng lợi hoàn toàn. Trong đó có cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì Bộ Chính trị đã họp và quyết định đề ra phương án là đánh chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt là tại cụm ATK Kim Quan ở đây, thì từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 năm 1954, thì Bộ Chính trị của chúng ta đã họp Hội nghị Trung ương lần 6 khóa 2 mở rộng và hội nghị đã ra nghị quyết là xác định khả năng kết thúc chiến tranh, giành hòa bình bằng phương pháp thương lượng và định ra khẩu hiệu chiến lược là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Và đây cũng chính là hội nghị cuối cùng tại chiến khu Việt Bắc. Vào tháng 3 năm 1954, Hội đồng Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp quan trọng bàn về vấn đề đi dự hội nghị Geneva và có kết quả. Và cũng từ đây thì Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng với đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam ta đã lên đường đi Thụy Sĩ để dự hội nghị Geneva và giành thắng lợi, kết thúc chiến kháng chiến trường kỳ chống dân Pháp của nhân dân ta. Và cụm di tích ATK Kim Quan ở đây thì cũng chính là đại bản doanh cuối cùng tại chiến khu Việt Bắc của Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ chống nước dân Pháp xâm lược. Theo sông Phò Đáy, từ Kim Quan xuôi về Chi Liền thuộc huyện Sơn Dương. Năm 1952, Ban Thường trực Quốc hội đã chọn thôn Chi Liền thuộc xã Trung Yên, huyện Sơn Dương làm nơi đặt trụ sở làm việc sau nhiều lần di chuyển địa điểm. Đây là nơi Ban Thường trực Quốc hội đóng trụ sở lâu nhất trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội nằm trong một không gian thoáng rộng với nhiều công trình như nhà ở và hầm an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ngôi nhà được dựng theo kiểu nhà sàn miền núi, có hai gian ngăn dọc. Gian bên ngoài là nơi làm việc và tiếp khách, gian bên trong là nơi nghỉ ngơi.
sát nhà ở là hầm an toàn được đào sâu vào sườn núi chi liền khoảng 10 mét. Có hai cửa lên xuống ở hai đầu. Nhà và hầm làm sát bờ sông phó đáy. Dưới những tán cây cổ thụ rậm rạp, đảm bảo bí mật cũng như thuận tiện cho việc giao thông liên lạc. Khi có biến động thì dùng bè mảng để qua sông an toàn. Trong những năm tháng ở và làm việc tại đây, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn đại biểu quốc tế, trao đổi về công tác mặt trận, chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng của Ban Thường trực Quốc hội và Mặt trận Liên Việt, soạn thảo nội dung tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 1, cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhà trưng bày khu di tích được xây dựng năm 2006, rộng khoảng 300 m², gồm 3 gian, trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp và các hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cũng như tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Các tư liệu được sắp xếp theo các chủ đề, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Quốc hội Việt Nam với công cuộc khôi phục và đổi mới đất nước. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam. Qua những tài liệu, hiện vật, tranh ảnh, nhuốm màu thời gian, người tham quan có thể thấy được những nhiệm vụ trọng trách to lớn, những hoạt động hiệu quả của Quốc hội trong quá trình xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, tổ chức toàn dân đoàn kết một lòng chiến đấu để đi đến thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở gian giữa là bức phù điêu với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình, bầu đại biểu Quốc hội. Bức phù điêu này thể hiện sự quan tâm sát sao của Bác Hồ với các hoạt động của Quốc hội. Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Là sự tri ân của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đùm bọc, chở che cho cán bộ trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Bên kia sông Phó Đáy là khu di tích trụ sở Văn phòng Chủ tịch Phủ, Thủ tướng Phủ tại Thác Dẫng, thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. Nơi đây địa thế hiểm trở, nhân dân có tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước, hết sức trung thành với chính phủ, đảm bảo giữ được bí mật, tiện đường liên lạc. Do vậy, thôn Lập Bình đã trở thành nơi đóng trụ sở lâu nhất của Chủ tịch Phủ, là đại bản doanh của chính phủ kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1954. Những phiên họp hội đồng chính phủ, đảng, đoàn, các kỳ họp của Trung ương được tổ chức để ra những kế hoạch cụ thể, những bước đi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến. Đây cũng là nơi đón tiếp các đoàn đại biểu miền Nam ra Việt Bắc công tác và các đoàn khách quốc tế trong kháng chiến. Hiện nay, khu di tích trụ sở Văn phòng Chủ tịch Phủ, Thủ tướng Phủ được phục dựng khá quy mô, gồm nhiều công trình như hội trường, nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng, nhà làm việc của cán bộ văn phòng, nhà khách quốc tế, kè bờ sông Phó Đáy, hệ thống đường và cây xanh. Ngắm nhìn những ngôi nhà chắc chắn, khang trang cùng những bức ảnh hiện vật được trưng bày tại đây, du khách như thấy lại không khí sinh hoạt và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng các cán bộ đảng, chính phủ trong những tháng ngày lịch sử. Tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương có di tích Nha Công an Trung ương, tiền thân của Bộ Công an ngày nay. Từ năm 1947 đến năm 1950, Nha Công an Trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an cả nước lập nhiều chiến công bảo vệ an toàn các phong trào lực lượng cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ. Những năm qua, khu di tích đã được đầu tư, tu bổ, mở rộng diện tích với điểm nhấn là tượng đài Vì An Ninh Tổ Quốc được làm bằng đá granite nguyên khối lớn nhất nước ta hiện nay với trọng lượng 420 tấn. Ngoài ra, Bảo tàng Công an Nhân dân còn lưu giữ trên 2.000 hiện vật là một kho tư liệu vô giá của lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Đến thăm quần thể khu di tích lịch sử Công an Nhân dân tại xã Minh Thanh, du khách sẽ chú ý đến một chiếc máy bay cũ và tấm bia lưu niệm được trưng bày tại khu vực bãi cỏ khá rộng, phẳng. Đây là chứng tích lịch sử của sân bay Lũng Cò. Để thuận tiện cho việc nhận các chuyến hàng của quân đồng minh giúp đỡ Việt Minh của chúng ta lúc bấy giờ, thì Bác Hồ đã chỉ thị cho các đồng chí cán bộ cách mạng của chúng ta là đi chọn một địa điểm để làm một sân bay dã chiến để cho máy bay của quân đồng minh có thể hạ cánh xuống một cách dễ dàng. Thì cánh đồng Lũng Cò tại xã Minh Thanh ở đây đã được các đồng chí cán bộ cách mạng của chúng ta chọn làm địa điểm xây dựng sân bay. Tuy nhiên thì theo kế hoạch ban đầu, Bác Hồ có nói rằng là để mà chúng ta làm xong được sân bay này thì có lẽ là sẽ phải mất khoảng một thời gian là một tuần. Tuy nhiên thì được sự giúp đỡ của đồng bào địa phương rất là nhiều, cùng với sự nỗ lực của các chiến sĩ giải phóng quân của chúng ta, thì chỉ có sau 2 ngày san gạt thôi thì một sân bay dã chiến được hình thành. Và lúc bấy giờ thì máy bay nhỏ loại L-5 bộ chỗ ngồi của Mỹ đã có thể lên xuống được tại sân bay ở đây. Và sau đó thì chúng ta đã nhận tất cả là 23 chuyến hàng viện trợ của quân đồng minh giúp đỡ chúng ta là chính tại sân bay này. Và đây có thể coi như là sân bay cách mạng hoặc là sân bay quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam ta, do chính bàn tay và khối óc của con người Việt Nam làm nên. Lời kể của người hướng dẫn viên cho du khách biết thêm về những hoạt động đã diễn ra tại sân bay Lũng Cò. Khi tiến công đồn Nhật tại Tam Đảo, quân ta đã giải phóng cho những người Pháp bị Nhật giam ở đây và đưa họ trở về sống tại một làng thuộc Tân Trào. Ngày 30 tháng 7 năm 1945, những người Pháp bao gồm phụ nữ và trẻ em đã lên máy bay L-5 từ Lũng Cò để trở về nước. Mặc dù được xây dựng và sử dụng chỉ trong thời gian gần 2 tháng, nhưng sân bay Lũng Cò đã góp phần vào thắng lợi chung của cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc. Cùng với an toàn khu Kim Quan, khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, khu di tích lịch sử Công an Nhân dân là những công trình nhắc nhớ về một quá khứ với những thời khắc lịch sử đầy hào hùng của dân tộc ta, với một hệ thống di tích lịch sử cách mạng dày đặc đôi bờ sông đáy ở thượng nguồn Tuyên Quang. Đây chính là một địa chỉ đỏ giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho lớp lớp người dân Việt Nam, đặc biệt là giúp cho các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi hướng về cội nguồn, khơi dậy truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết, thủy chung, thắm đượm nghĩa tình, đồng chí, đồng bào sâu nặng. Được trở lại với Tân Trào chiến khu xưa, thì bản thân tôi là thế hệ trẻ của người Việt Nam. Thì từ khi ngồi trên ghế nhà trường, được tiếp xúc với các tài liệu lịch sử, môn học lịch sử của Việt Nam, tôi thấy rằng thế hệ cha ông của chúng ta thật kiên cường và bất khuất. Thấy được cái không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam, thì bản thân tôi muốn gửi một thông điệp tới các bạn trẻ là hãy dành thời gian để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là dành thời gian về thăm với chiến khu Việt Bắc, điểm nhấn đó là Tân Trào, bởi vì Bác Hồ, Trung ương, Chính phủ chúng ta đã ở và làm việc để làm nên những cuộc chiến thắng thần kỳ, khởi đầu đó là cách mạng tháng 8 năm 1945 để giành được nền độc lập cho dân tộc Việt Nam, dân tộc và con người Việt Nam được sống hòa bình. Về với Tuyên Quang hôm nay, mỗi người có thể cảm nhận được sức sống mới của vùng đất chiến khu xưa. Bằng tiềm năng và lợi thế sẵn có, người dân nơi đây đang xây dựng những mô hình kinh tế và du lịch rất hiệu quả. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị quý báu của những danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa và những di tích lịch sử cách mạng. Trên hành trình khám phá vùng đất bên dòng sông Phó Đáy ở Thượng Nguồn,
du khách không chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên với núi rừng hùng vĩ, với đồng ruộng bát ngát xanh tươi, mà còn có thể tìm hiểu về những sự kiện, di tích lịch sử gắn với thời kỳ đấu tranh giành độc lập gian lao và anh dũng của dân tộc. Trong chuyến du lịch về nguồn với những địa danh như Tân Trào, Kim Quan, Trung Yên, Lũng Cò, chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận rõ ràng về giá trị của không gian lịch sử và văn hóa, nơi thượng nguồn tuôn chảy mạch ngầm sức mạnh của cách mạng Việt Nam trong 9 năm kháng chiến trường kỳ. Bên cạnh đó, chúng ta có thể tham gia vào các chuyến du lịch sinh thái Đồng Man, Lũng Tẩu ở Tân Trào, huyện Sơn Dương, có vùng rừng nguyên sinh hoang sơ, ngút ngàn, luôn thắm sắc xanh tươi và yên bình đến kỳ lạ. Băng rừng tắm suối, hòa mình vào thiên nhiên kỳ thú, quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi người. Đến vùng đất chiến khu xưa, du khách còn được chứng kiến cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đang từng ngày đổi thay. Sự no ấm, đủ đầy đang đến với từng hộ gia đình khi kinh tế phát triển. Tại các phiên chợ vùng cao, chúng ta có thể thoải mái mua sắm sản phẩm thủ công truyền thống, hàng lưu niệm hay những đặc sản do chính người dân địa phương làm ra. Cùng với điều đó, mỗi người còn được trải nghiệm không khí sinh hoạt ấm cúng, gần gũi mà mang nét đặc trưng riêng tại các ngôi nhà sàn truyền thống trong không gian làng quê thanh bình, yên ả. Còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức những món ngon đặc sắc như cơm lam, lạp xưởng, măng tre, cá suối, xôi ngũ sắc, được làm nên bởi những bàn tay khéo léo như níu lòng du khách. Còn gì vui hơn khi được hòa mình vào đêm lửa trại nồng nhiệt cùng giai điệu của câu hát Hà Lù, Hà Lều, Lượn Còn. Những sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc ấy đã khiến cho Tuyên Quang mang một sức quyến rũ riêng, độc đáo mà dung dị đến lạ thường. Hãy đến nơi đây để tận mắt khám phá những địa danh đã đi vào thơ ca và in đậm trong những trang sử vàng của dân tộc, để cảm nhận sự nồng hậu, chất phát mà chân thành của người Tuyên Quang. Ơi, là, này, núi rừng còn thương, còn nhớ.